Kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Như vậy là chỉ còn ít giờ nữa chúng ta sẽ chia tay năm Nhâm Dần để chào đón năm mới Quý Mão. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong suốt một năm qua và trong chương trình thời sự tối ngày 30 Tết, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Huế vẫn đang đẹp lên từng ngày, đó chính là cảm nhận của mọi người dân và du khách khi đến với Huế, chiêm ngưỡng cảnh quan hai bờ sông Hương, nhất là trong những dịp lễ Tết như thế này. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được xem là cái Tết phục hồi sau đại dịch Covid-19. Đối với các doanh nghiệp, đơn vị dịch vụ du lịch thì đây là cơ hội tốt để kinh doanh phục vụ khách du lịch. Những chuyến tàu xe cuối cùng cũng đã kịp đến đích để đưa những người con xa xứ trở về trong niềm vui đoàn tụ với gia đình, người thân. Thưa quý vị, đêm giao thừa năm nay đánh dấu sự trở lại của các màn bắn pháo hoa lung linh đầy sắc màu tại thành phố Huế, huyện Phong Điền và huyện Phú Lộc, đánh dấu kết thúc chặng đường đầy khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 và chào mừng những thành tựu tỉnh nhà đạt được trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Ghi nhận về công tác chuẩn bị sẵn sàng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong đêm giao thừa Tết Quý Mão năm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế có 3 điểm bắn pháo hoa, trong đó có một điểm tại quảng trường Ngọ Môn thành phố Huế, một điểm tại sân vận động huyện Phong Điền và một điểm tại thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Tổng cộng 2.000 quả pháo tầm cao, trong đó thành phố Huế 1.000 quả, huyện Phong Điền 500 quả và Phú Lộc 500 quả. Với thời lượng bắn mỗi điểm trong vòng 15 phút. Là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ bắn pháo hoa phục vụ nhân dân trong thời điểm giao thừa Tết Quý Mão, để làm tổ công tác chuẩn bị, trong những ngày qua, trên 80 cán bộ chiến sĩ đã tổ chức lau chùi, bảo quản, bảo dưỡng, triển khai súng, pháo ra khu tập kết. Chúng tôi đã lên kế hoạch cụ thể cùng với toàn thể cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tập huấn dồn dịch pháo, cũng như tập huấn về các trang thiết bị mới nhất là năm nay. Năm 2023 chúng tôi tiếp nhận một số trang thiết bị mới đưa vào vận hành, thì giúp cho công tác bắn bảo đảm an toàn hơn. Và qua đó chúng tôi đã xây dựng kịch bản bắn theo đúng ý định của các cấp cũng như là ý định của nhà sản xuất. Đến thời điểm này, cả điểm bắn pháo hoa ở thành phố Huế, huyện Phú Lộc và huyện Phong Điền đang được cán bộ chiến sĩ gấp rút tổ chức lắp đặt ống pháo, đưa pháo vào súng, đầu nối các cực điện, tín hiệu dẫn vào giàn pháo, sẵn sàng khai hỏa trong khoảnh khắc giao thừa chào đón năm mới. Các điểm cầu sử dụng công nghệ bắn pháo hoa mới với bộ phát hỏa pháo hoa L100S do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất 21 thuộc Tổng cục Công nghiệp Bộ Quốc phòng sản xuất. Đây là năm đầu tiên tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng công nghệ bắn pháo hoa này. Do đó, mặc dù công tác triển khai ban đầu gặp một số khó khăn, song song với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ, thì sau gần một tuần làm công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, tất cả mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn thành. Các giàn pháo đã được tập kết về vị trí an toàn. Các bộ điều khiển bắn, các thanh cực điện, hệ thống dây dẫn và các cực điện cũng đã được các kỹ thuật viên đấu nối và kiểm tra một cách cẩn thận, chu đáo. Tất cả đã sẵn sàng cho 0 giờ 0 phút tối hôm nay. Đối với cái điểm bắn của huyện Phong Điền có những cái đặc điểm khó khăn riêng, như là về phương tiện chúng tôi phải thuê mượn từ nhà máy dệt Z121 của Tổng cục Công nghiệp Bộ Quốc phòng. Về nhân lực thì chúng tôi phải triển khai là tập huấn khẩn trương và trong thời gian chuẩn bị gấp rút đến nhiệm vụ này đã chuẩn bị và pháo hoa trên địa bàn của huyện Phong Điền đã sẵn sàng nổ súng và bảo đảm những cái màn pháo hoa rực rỡ để phục vụ cho bà con trong đêm giao thừa tối hôm nay, bảo đảm là tuyệt vời nhất cung cấp cho bà con trên màn hình cũng như là tại thực địa tại trường địa bắn. Cùng với công tác chuẩn bị chu đáo, tin tưởng rằng những bàn tay khéo léo của tổ kỹ thuật viên nhịp nhàng ấn nút 2.000 quả pháo hoa tầm cao tại 3 điểm được phóng lên trên bầu trời thật đẹp mắt, thể hiện được 48 chủng loại màu sắc khác nhau như hoa cúc vàng, tím, hoa tulip, hoa liễu, hoa hướng dương, lá cò, mưa trắng, mưa vàng, vân vân, được đan xen nhau 15 phút thật đẹp mắt, chào mừng một ngày mới, một năm mới bắt đầu và thể hiện được những tinh hoa mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước nở hoa, mừng nhân dân ấm no hạnh phúc. Trong những ngày Tết đến xuân về, hai bờ sông Hương hay cả khu vực khác ở thành phố Huế như khoác lên mình một tấm áo mới rực rỡ cờ hoa. Huế vẫn đang đẹp lên từng ngày, đó chính là cảm nhận của mọi người dân và du khách khi đến với Huế, nhất là trong những dịp lễ Tết như thế này. Không gian hai bờ sông Hương dường như rực rỡ hơn, tươi vui hơn với nhiều màu sắc chào đón xuân Quý Mão 2023,
thu hút nhiều người dân Huế và du khách. Những chậu cúc vàng, những bông đào thắm hay những tiểu cảnh cách điệu càng làm cho mùa xuân thêm rạo rực. Đại cảnh gia đình mèo quây quần thể hiện sự mong cầu cho một năm mới an khang, sung túc, khỏe mạnh và may mắn bên gia đình người thân. Hiện tại là không khí mùa xuân chính khắp mọi đường và hai bên dọc bờ sông rất là trang hoàng đầy đủ. Một năm mới em xin chúc mọi người có một sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Tuyệt vời, Huế mình càng ngày càng đổi mới, càng đẹp hơn. Tôi muốn chúc người dân thành phố Huế cuộc sống càng ngày càng ổn định hơn, càng phát triển hơn. Người dân càng ngày càng vui vẻ, tưng bừng với các lễ hội. Và muốn nhân dân thành phố Huế càng ngày càng, cuộc sống càng ngày càng khang trang, đổi mới. Là trung tâm tổ chức vui xuân chính, công viên Lý Tự Trọng như một công viên hoa và cây cảnh ấn tượng, hấp dẫn, rực rỡ sắc màu. Với chủ đề tinh hoa hội tụ, vững bước vươn xa, ngoài việc sắp xếp các thảm hoa nghệ thuật, hệ thống nhà trường lan, còn có tạo hình mèo, linh vật của năm Quý Mão. Được biết, Hội Xuân Quý Mão 2023 trang trí 348.000 cây hoa các loài trên các công viên, điểm xanh. Điểm nhấn từ những hình ảnh cách điệu năm Quý Mão với hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật trên đường đã tạo một không gian đa sắc màu nhằm phục vụ bà con và nhân dân cũng như du khách vui Tết đón xuân. Ở đây họ trang trí rất là bắt mắt, năm nay là khác biệt những mọi năm. Thấy là những cái gian hàng là trang trí rất là phong phú. Chúc mọi người đón một cái năm mới vui vẻ, hạnh phúc và đầy đủ. 5 năm gần đây thì thời tiết có ủng hộ hơn. Chỉ có năm nay là mưa hơi nhiều. Nói chung là đường xá, rồi trường, trạm, các thứ đều có thay đổi nhiều. Một người dân hưu trí thôi, chỉ mong là ngày ngày càng phát triển để cho đời sống mọi người được tốt hơn. Mình mong muốn là thành phố là tổ chức có thể là nếu như mà được thì thường nguyện. Tức là cứ hàng tháng là nên có những cái chương trình như thế này để cho là các doanh nghiệp địa phương có cơ hội để quảng bá và người dân địa phương có cái không gian để người ta đi chơi. Những năm qua, việc chăm lo cho người dân vui Tết đón xuân được chính quyền quan tâm chú trọng và việc tổ chức hội xuân cũng đã trở thành một trong những điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh cho nhân dân, du khách. Cùng với không gian hội xuân tại khu vực bờ nam sông Hương, các công viên tuyến đường trung tâm thành phố cũng được đầu tư trang trí nhằm tạo không gian hài hòa cho đô thị Huế, đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi trong những ngày đầu năm mới. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được xem là cái Tết phục hồi sau đại dịch COVID-19. Đối với các doanh nghiệp, đơn vị dịch vụ du lịch thì đây là cơ hội tốt để kinh doanh, phục vụ khách du lịch. Các cơ quan quản lý nhà nước cũng đã có các giải pháp tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ, không để tình trạng áp giá, nâng giá xảy ra. Nhiều sản phẩm dịch vụ dành riêng cho thị trường dịp Tết cũng đã được tung ra để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các đối tượng du khách khác nhau. Mùa Tết năm nay, các đơn vị lữ hành thiết kế các tour ngắn ngày phù hợp với nhiều đối tượng khách. Sau một năm làm việc vất vả, cũng là cái Tết sau ảnh hưởng đại dịch COVID-19, nên nhiều người sắp xếp để đi du lịch theo gia đình hoặc nhỏ bạn. Các đơn vị lữ hành tung ra nhiều chương trình du lịch trong nước với các điểm đến nổi tiếng. Đặc biệt thiết kế tour du lịch Huế mang đậm nét văn hóa của Tết cổ truyền, trải nghiệm du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, ẩm thực Huế. Khách từ Huế đi du lịch ngày Tết đến các vùng miền trong nước và một số nước châu Á như Thái Lan, Đài Loan, Malaysia, Singapore cũng tăng khá. Các công ty lữ hành mà nhận được các thông tin các chương trình mà lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì các công ty cũng đẩy mạnh các cái tour, các cái sản phẩm để mà ở Việt Nam mình đi khách du lịch nước ngoài ấy, như là Hàn Quốc, đảo Jeju, Thái Lan, Malaysia và Singapore thì trong những ngày đầu năm ấy, thì cái tình hình khách du lịch rất là tăng cao. Hiện nay mà giả sử tour khởi hành vào ngày mùng 2, mùng 3 Tết ấy, thì đã hết chỗ rồi. Dịp Tết Nguyên đán cũng là mùa cao điểm đón khách quốc tế ở Huế. Tuy vậy lượng khách chưa tăng nhiều sau đại dịch. Lượng khách du lịch trong nước đến Huế đăng ký theo tour cũng không nhiều. Xu hướng khách đi du lịch tự túc theo gia đình, bạn bè ngày càng tăng. Khách tour đặt phòng có sự dịch chuyển sang các khách hàng 4 năm sau. Cầm suất bình quân ở khoảng 40-50%. Lượng khách quốc tế chủ yếu là khách Âu, Mỹ và dòng khách cao cấp đến từ Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhiều khách sạn đã tăng cường nhân lực, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm đón giao thừa, thưởng thức thực đơn ẩm thực với các món ăn đặc trưng Tết Huế phục vụ du khách. Về công suất, hiện tại thì tính tới thời điểm này thì là khoảng 50% và cái tỷ lệ này thì sẽ tăng lên trong vài ngày tới. Bởi vì các cái đối tượng khách mà đi lẻ, đi hộ gia đình thường thường đặt vào giờ chót
và chuẩn bị các cái món ăn mà mang hương vị phong vị Tết để phục vụ khách trong quá trình khách lưu trú. Ngành du lịch phối hợp tăng cường công tác thanh tra kiểm tra dịch vụ du lịch trong dịp Tết, ngăn chặn tình trạng ép giá, nâng giá tại các cơ sở lưu trú dịch vụ du lịch trong dịp Tết, đảm bảo cho du khách có những ngày Tết vui vẻ, ý nghĩa ở Huế. Tôi cũng sẽ phối hợp với các địa phương, nhất là thành phố Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tái hiện lại một số lễ hội truyền thống ở trên địa bàn thành phố cũng như các vùng ven, nhằm tăng thêm những cái điểm đến hoặc là những cái hoạt động bổ trợ cho du lịch văn hóa. Và ngành du lịch cũng sẽ phối hợp với các doanh nghiệp để hình thành một số cái sản phẩm mới, đặc biệt là những sản phẩm liên quan đến tâm linh hoặc là trải nghiệm khám phá văn hóa truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán. Với việc chuẩn bị tổ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để đón lượng khách dịp cao điểm Tết, hy vọng một năm mới khởi sắc của ngành du lịch. Năm nay, toàn ngành phấn đấu đón khoảng 3 đến 3,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ 6.000 đến 7.000 tỷ đồng. Những thời khắc cuối cùng của năm cũ dần trôi qua, trên các tuyến đường lớn, các trung tâm thương mại, người dân hối hả mua sắm cho 3 ngày Tết. Người bán cũng mong muốn nhanh chóng hết hàng để còn về kịp cho bữa cơm tất niên. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, dù đã là ngày 30 Tết, nhưng giá cả một số mặt hàng như hoa, trái cây không được giảm như những năm trước. Thậm chí một số mặt hàng giảm giá sâu nhưng vẫn vắng bóng người mua. Dù vậy, ai cũng muốn khép lại năm cũ để đón chào một năm mới với những niềm hy vọng mới. Sáng 30 Tết tại chợ Đông Ba, khung cảnh mua sắm vẫn tấp nập như mọi năm. Thế nhưng, thay vì giá cả các mặt hàng như hoa tươi, các loại ngũ quả tăng cao như các năm trước, thì năm nay, các mặt hàng này đã phải giảm giá sâu nhưng vẫn vắng người mua. Việc các gia đình cắt giảm chi tiêu cùng với thời tiết những ngày qua mưa lạnh kéo dài khiến các mặt hàng vốn dĩ đắt khách ngày cuối năm giờ lại tiêu thụ rất chậm. Ai cũng mong muốn bằng hết sớm để về nhà đón Tết, nhưng với tình hình này các tiểu thương không khỏi lo lắng. Hoa này thì rẻ, bởi là sức người mua là ít hơn so với mọi năm. Bán giá thì thường thì lý là hoa lý Đà Lạt thì 250-300, bây giờ bán 100-150. Lộ một bộ ly 100.000 đến 120.000. Hy vọng tới sáng năm thì được hơn năm đi. Rẻ thì anh ủng hộ bỏ về để mấy chị em buôn bán về Tết sớm cùng gia đình. Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại cả khu vực chợ hoa của thành phố Huế. Chưa có năm nào đến tầng 30 Tết mà lượng hoa vẫn còn bày bán nhiều như năm nay. Nhiều cơ sở đã bày rạp ra sạc lề đường để thu hút khách đến xem hàng. Thậm chí giảm giá đến 40%, nhưng vẫn rất ít khách mua. Không biết gian hàng hạ giá sập sàn, bán cũng như cho, nhưng chợ hoa vẫn rất ế ẩm ngày 30 Tết. Các chủ vườn và thương lái giờ đây chỉ mong thu hồi lại vốn và tiết kiệm được một khoản chi phí vận chuyển trở về. Chúng thì cũng rất là lo lắng vì hàng mà bán được là tâm lý bây giờ người bán buôn lang rất là lo lắng vì tại sao nếu mà mình bán hết thì mình sẽ có một ít nào thu nhập nào đấy cho gia đình. Nhưng mà bây giờ thì hàng này nó đóng rất nhiều thì rất lo, nếu mà mình sợ là nếu không bán được hàng thì lại không có thu nhập. Mình mong muốn là sáng năm mới thì mọi người dân sẽ làm ăn từng tới có thu nhập cao hơn xí. Thì khi đó là những người buôn hoa sẽ bán dễ dàng hơn. Cái chợ hoa hôm nay thì mình đi mình thấy giá cả tương đối phù hợp với những cái giá như hoa cúc, hoa lan. Thì với những cái giá thì mình thấy có thể phục vụ cho người dân trong cái dịp Tết này rất là thuận lợi để người dân mua về đón Tết. Mình cũng hy vọng rằng là với một năm mới thì người dân đón Tết trong một không khí vui tươi và mang lại cái sự ấm no hạnh phúc. Một năm với biệt bao thăng trầm rồi cũng sẽ dần qua đi, và như một quy luật của đất trời tạo hóa, mọi người lại đón chào thêm một năm mới với nhiều ước vọng mới, niềm tin mới về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có thể nói năm nay nhờ sự chủ động các giải pháp của các ngành, đơn vị chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được đảm bảo thông suốt. Những chuyến tàu xe cuối cùng cũng đã kịp đến đích để đưa những người con xa xứ trở về trong niềm vui đoàn tụ với gia đình, người thân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ga Huế ngày cuối năm, khác hẳn không khí rộn ràng những ngày trước đó. Ngày 30 Tết, phòng chờ chỉ còn một vài hành khách chơi chuyến tàu muộn. Rời quê đi làm ăn xa, nên cuối năm anh Võ Quang Lộc mới có thời gian để đưa cả nhà về quê ăn Tết.
Năm nay, cùng vì công việc và không mua được vé sớm, nên cho đến tận bây giờ, gia đình anh mới có thể lên tàu. Trong lòng người con xa xứ, không ngừng mong ngóng được sớm ngày trở về nhà, đoàn tụ cùng gia đình. Năm ngoái thì bằng công tác ở Campuchia không về được, cho nên năm nay về quê thì thấy cũng rất là hồi hộp. Mà muốn về đến nhà bằng cái phương tiện gì đó nhanh nhất mà về đến nhà để mà đoàn tụ cùng với gia đình năm mới xong vậy. Tàu đến rồi đi, có những người vui mừng vì đã đặt chân đến vùng đất của quê hương. Nhưng với nhiều người, đây chỉ là trạm đầu tiên trên hành trình về quê đón Tết. Hay vì tính chất công việc nên họ phải rời quê hương sau những ngày đoàn tụ cùng gia đình. Nhưng trên gương mặt của họ vẫn là những nụ cười rạng rỡ, là những cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời khi thời khắc đón mừng năm mới đã sắp cận kề. Rất vui ạ, tại vì em là nhà em ở ngoài đấy nên là phải 2-3 năm mới về một lần. Nên năm nay cũng mới về để thăm ông bà, thăm nhìn được các cháu. Năm mới thì cái đầu tiên là mong cả nhà đều có một cái sức khỏe thật tốt ạ. Sau đó thì mới là làm ăn thuận lợi và các thứ để cho năm mới nó phải phát đạt hơn năm cũ. Về quê thì chắc chắn là vui hơn Sài Gòn rồi, nhưng mà tại vì tính chất công việc nên là em phải đi ngược lại vào Sài Gòn vào ngày 30 Tết. Chắc chắn là sẽ buồn hơn là khi mà ở với gia đình rồi. Nhưng mà nói chung là xa quê hương để kiếm tiền thì cũng phải chịu khó thôi. Những chuyện tàu Tết luôn rất đặc biệt khi mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng ai cũng cùng chung một tâm trạng là mong muốn về sớm cùng gia đình, về với bữa cơm đoàn viên. Trên sân ga vắng vẻ, chuyến tàu cuối cùng dần dần lăn bánh, mang theo tâm trạng háo hức, chờ mong của những người con xa xứ, trong lòng từng giờ, từng phút để được trở về. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sắp cùng nhau đón chào năm mới Quý Mão. Trong 12 con giáp, mèo là một trong những loài vật gần gũi nhất với đời sống con người. Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, hình tượng mèo đã đi vào thơ ca, văn hóa nghệ thuật dân gian một cách sinh động và phong phú. Phóng viên thời sự đã có cuộc trò chuyện thú vị với nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh xung quanh con giáp đặc biệt này. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong năm Quý Mão là năm mang hình tượng con mèo, một loài vật rất quen thuộc với người dân Việt Nam. Và xoay quanh hình tượng này thì có rất nhiều những câu hỏi thú vị như là đặc trưng, nguồn gốc và tại sao loài mèo lại đi vào những dòng tranh nhân gian nhiều như vậy, hay những đặc tính của loài mèo sẽ mang lại những điều khởi sắc như thế nào trong năm mới. Và tất cả những điều này sẽ được bật mí trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, với nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh. Thưa nhà nghiên cứu, hình tượng con mèo đã xuất hiện từ lâu trong văn hóa dân gian và đi vào các dòng tranh dân gian hay các câu ca dao, hò vè hay tục ngữ. Vậy thì quan điểm của nhà nghiên cứu về hình tượng con mèo là như thế nào? Trong nền văn hóa lúa nước của người Việt thì con mèo đã xuất hiện và nó cùng sống trong nếp sống của người nông dân Việt Nam khoảng đã mấy ngàn năm qua rồi. Và dần dần nó xuất hiện trong những câu chuyện kể, rồi những cái câu tục ngữ, rồi ca dao. Và đến thế kỷ thứ 18 thì nó xuất hiện ở trong tranh đồng hồ. Và tất cả cho ta thấy cái con vật này nó gần gũi, dễ thương. Và nó mang đầy đủ những cái tố chất, khi thì uyển chuyển dịu dàng, khi thì có thể là nó vùng vẫy và nó bị người dân ghét bỏ. Trong tâm thức của người Việt, con mèo rất đa dạng. Và cũng thấy rằng cái mèo là biểu tượng của các cái năm Mão, là một cái nhận thức độc đáo của người Việt Nam chúng ta. Chúng ta đã tiếp nhận ảnh hưởng của văn hóa Đông Văn, văn hóa Hán nói chung, như các cái nước ở Đông Bắc Á và riêng chúng ta ở Đông Nam Á đã tiếp nhận cái quan niệm này. Nhưng chúng ta vẫn có độc sản. Trong khi các nước khác họ chọn hình tượng thỏ tượng trưng cho năm Mão thì chúng ta lại chọn hình tượng mèo. Con mèo như con gà trống, hình thể của nó là tượng trưng cho những cái đường nét uyển chuyển rất là mềm dịu mà tạo hóa đã ban cho cái loài vật này. Nó động thái của nó rất linh hoạt, từ cái mượt mà của bộ lông đến cái đuôi mèo cho đến cái linh hoạt của đôi mắt. Con mèo là một cái con vật nuôi rất đẹp và chính vì vậy mà nó gần gũi với con người và được con người yêu mến.
Thưa ông, hệ 12 con giáp ở Việt Nam cũng gần giống với hệ 12 con giáp ở một số nước châu Á và chỉ thay con thỏ bằng con mèo. Vậy thì theo ông, tại sao lại có cái sự thay đổi này ạ? Có lẽ theo tôi là phần nào cũng là do sự trùng khít về âm thanh. Âm thanh cái tiếng miêu miêu, meo meo đấy, nó gần với cái âm mạo từ Hán Việt đấy. Cái sinh hoạt của mèo nó gần gũi, chung đụng với con người. Từ trong bữa ăn cho đến cái giấc ngủ, đến bếp nấu. Thì cho nên là chúng ta lại chọn một cái góc độ tiếp cận như vậy. Đó là cái độc đáo của người Việt Nam. Cũng cho rằng không phải là cái gì ta cũng bên gì, mọi ảnh hưởng của văn hóa khu vực. Nhưng mà chúng ta biết chọn lọc tùy theo cái góc độ tiếp cận của mình. Thưa ông, hình tượng con mèo thường được gắn với những cái đặc tính, ví dụ như là uyển chuyển, nhanh nhẹn. Vậy thì liệu rằng trong năm 2023 này, hình tượng quý mão với những đặc tính như vậy có ảnh hưởng gì đến kinh tế xã hội, cũng như chúng ta có thể áp dụng những cái đặc tính của con mèo này vào đời sống của chúng ta như thế nào? Nếu chúng ta quan sát động thái con mèo, nó vuốt lên, vươn lên như vậy, thì đúng là nó gợi cho chúng ta một cái sự khởi nghiệp trong một cái hoàn cảnh đặc biệt của đất nước. Chúng ta phải bay vút lên những cái động thái của mèo và phải biết uyển chuyển nhẹ nhàng đạp xuống. Để rồi tất cả từ cái trong cái cơ thể của nó tỏa ra cho đến cái động tác nó gắn bó một cách rất hài hòa. Mong rằng năm tới đây, năm Quý Mão, nó gửi đến chúng ta nhiều cái ước vọng, và ước vọng làm cho đất nước phát triển, ước vọng làm cho Thừa Thiên Huế chúng ta vươn lên ngang tầm với những cái khu vực khác, và nhất là chúng ta phải được đất nước này đón chờ như là một cái thành phố Huế trực thuộc trung ương. Đó là cái mong ước dịu dàng, uyển chuyển và thẳm sâu của tất cả chúng ta trong mùa xuân Quý Mão này. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chương trình thời sự cuối cùng của năm Nhâm Dần đến đây là kết thúc. Chúc quý vị và các bạn có một thời khắc giao thừa thật đầm ấm bên người thân và gia đình. Và mong rằng mọi điều suôn sẻ, bình an sẽ luôn bên cạnh quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong năm mới Quý Mão 2023.